Dạ xin thưa quý thính giả, dạ xin mời cô chúng ta thưởng thức thêm một tác phẩm Đêm Hải Trình. Có lẽ tất cả những người Việt hải ngoại của chúng ta ở tại đây, chúng ta tự đặt câu hỏi trong một hoàn cảnh chính trị đặc biệt nào đó, và chúng ta hiện thân ở, chúng ta đến ở tại quốc độ tự do này. Và ở trong không gian này, chúng ta có nhiều hoài niệm. Tất cả những ai đã từng một lần vượt thoát khổ đau ở trên cuộc đời, hoặc là vượt qua những sóng gió của đại dương, thì hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm đối với họ thật là gần gũi, thật là màu nhiệm. Và chúng ta nhìn thấy ở trong bức tranh chúng tôi mô tả là một chiếc thuyền vượt biển, và trên đó có rất nhiều người. Hình ảnh rất là thương nhất đó là hai người cha mẹ con của mình rơi khỏi thuyền, và cha mẹ mỗi người một tay nắm con của mình lại với sự che chở của Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong một cảnh sóng gió bão bùng hải hùng như vậy. Ở trong cảnh đó chúng ta có thể mô tả rất nhiều cảm xúc, và do vậy trên cơ sở này chúng tôi có thể phân tích cho các vị thấy sâu hơn nữa nhiều ý nghĩa sâu sắc ở trong cuộc đời này. Tay cứu mê lầm ngàn mắt soi tâm tôi, Nam Mô Quán Thế Âm, xin cho con từ tâm để khi đến núi đảo giữa biển khô trầm luân, Bồ Tát tuệ sáng soi ban cho con nước pháp hoa giải nghĩa toàn khiên, 14 pháp vô úy, 32 ứng hóa thân, Nam Mô Quán Thế Âm. Dạ từ nhỏ thì Julie thấy tượng Quán Âm thì thấy cái hình của bà mẹ trắng toát vậy thôi, chưa có cái sự cảm động. Nhưng sau khi đi chùa tu tập, rồi nhất là sau khi nghe cái CD Diệu Hạnh Quán Âm, thì Julie cảm thấy rất là rung động. Cái này là cả một cái sự trải nghiệm tâm linh. Những cái từng cái lời trong cái CD Diệu Hạnh Quán Âm giống như cái cuốn kinh mà thu nhỏ lại. Cho nên chỉ có ai mà uống trải nghiệm tâm linh nghe mới hiểu được. Chứ còn nói khó nói lắm, giống như uống nước nóng lạnh thì tự biết vậy. CD Diệu Hạnh Quán Thế Âm có những lời nhạc dạy cho tất cả mọi người sống được một cái cuộc sống thiện nghiệp. Riêng cảm nghĩ của tôi thì vô cùng cảm động. Bài nào nó cũng thấm thía, tác động rất là sâu xa trong tâm thức. Trong chương trình Pháp Nhạc Âm, Phường chú ý có một điểm nhấn trong phần kết của chương trình là câu chuyện tri ân những Phật tử đã góp công, góp sức để kiến lập nên đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc, và tặng phẩm là một vài bức tranh triển lãm. Những tác phẩm này có rất nhiều vị khách trả giá rất cao, nhưng thầy trú trì không bán mà chỉ muốn thân tặng đến những người có tâm với sự phát triển của Phật giáo tại hải ngoại. Chúng tôi muốn đền ơn một người Phật tử và cũng là đại diện cho tất cả những Phật tử ở tại Bồ Đề Phật Quốc này, đó chính là bác sĩ Hoàng Lan. Tất cả mọi thứ, tất cả danh vọng, tất cả tiền tài và tất cả những hào quang chỉ là như bóng mây bay qua rồi biến mất. Và bây giờ còn lại đây chỉ còn một cái ý chí cuối cùng là lấy cái sức còn lại của mình để thấu hiểu được Phật Pháp, may ra thoát khỏi cảnh luân hồi. Dạ con xin cảm ơn thầy. Dạ con không dám nhận giải thưởng này đâu ạ. Cái này không phải là không dám nhận mà phải nhận. Tại vì sao? Bởi vì thực sự đây là tâm lòng của bản thân thầy đối với một Phật tử đại diện, chứ không phải là riêng gì bác sĩ. Mà bác sĩ nhận giùm
là nhận dùm cho tấm lòng của Thầy đối với cái lòng tri ân với tất cả những Phật tử. Và kiến lập đạo tràng bao giờ cũng sinh ra rất nhiều thứ lo lắng và nhiều thứ não phiền. Cho nên trong ý nghĩa chuyên pháp luân là quan trọng nhất. Và chúng tôi muốn tặng cái bức tranh chuyên pháp luân cho chú Mỹ. Như nãy giờ đó, chúng ta đã được có dịp nghe Thầy nói về giảng về cái thời Pháp, là về cái lịch sử của Đức Phật, làm cho cá nhân tôi sống lại cái thời tuổi trẻ hồi xưa. Hồi đó ở bên Việt Nam, hồi tôi còn trẻ đó, thì thường thường ở Tết ở dưới quê đó, nhà tôi ở dưới quê, thì dưới quê là hay mua những cái bức tranh về treo để mà trang trí những ngày Tết ở nhà dưới thôn quê. Thì trong đó nó có một cái bức tranh về cái sự tích của Đức Phật. Thì những cái sự tích Đức Phật đó, người ta vẽ bằng tranh, tức là nó đơn giản lắm, cái màu sắc nó cũng giống như là ở dưới quê mà. Thì cái sự tích Đức Phật, thật sự lúc đó tôi đọc tôi không có nhớ nhiều. Nhưng mà qua cái hình tượng mà về điêu khắc và âm nhạc mà Thầy Vườn Châu hôm nay đã giảng cho chúng ta nghe, thì làm cho tôi thật sự tôi xúc động. Tôi có nhớ lại những cái gì mà Thầy Vườn Châu đã giảng ở đây. Và những cái sự tích này, sự tích Đức Phật, thật sự tôi có đi dự đi cái buổi hành hương ở bên Ấn Độ, và tôi đã được từng đi qua những cái địa điểm này, tức là gọi là bốn cái điểm động tâm. Tức là từ lúc mà Phật đản sinh, tức là từ trong hoàng cung, rồi Đức Phật đản sinh, rồi đi tới cái Đức Phật đi lại tu ở chỗ mà Khổ Hành Lâm, và đi tới cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, và đồng thời đi tới cái chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì tôi có đi qua hết. Nhưng mà khi đó đi qua, một thời gian đầu thì còn nhớ, nhưng mà từ từ mình cũng có phai nhạt đi. Thì hôm nay cũng tán thán công đức của Thầy Viện Châu đã nhắc cho tôi nhớ lại. Cho nên là hôm nay thật sự là sự tri ân của Thầy. Thầy hay nói là buổi lễ hôm nay là cái buổi lễ tri ân. Nhưng mà thật sự bản thân cá nhân tôi xin tri ân Thầy Viện Châu. Thì cái giây phút nhìn thấy bức tranh là trong cả người con nó chấn động. Là tại sao chấn động? Chấn động là như thế này. Đức Phật, Thái tử Đất Đạt Đa một lần đi qua bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, rồi gặp vị Sa Môn, rồi Ngài quyết tâm từ bỏ tất cả để đi tầm đạo. Mà bản thân con câu chuyện này nghe được rất nhiều lần, mà mình cũng đứng ở đây tu học thì khi tiến khi lùi, lúc tỉnh lúc mê, cho nên thấy tranh này nhìn lại nhớ lại cái gương người xưa thì trong lòng thấy rất là hổ thẹn và thấy mình có lỗi với Phật, cho nên con mới phát tâm mới thưa với Thầy là con xin được thỉnh tấm tranh này về nhà, xem nó như là một tấm gương để cho tự soi chiếu lại mình, để mà cố gắng hơn, dũng mãnh hơn, tinh tấn hơn trên đường tu học. Thế thì càng nhìn vào những bức tranh này thì con rất là thích và con rất là cảm phục người tác giả của những bức tranh này. Tác phẩm Bảy Bước Sơn Tôn. Các vị nhìn thấy trên đây có bảy hoa sen. Bảy hoa sen này không phải tự nhiên mà có đâu thưa quý vị. Đức Phật Thích Ca chúng ta ngày xưa cũng là một phàm phu, và Ngài cùng với một cô gái đã cúng dường một bảy cái đóa sen lên Đức Phật. Và nhờ đó mà cái công đức ngày hôm nay Ngài ra đời được bảy đóa sen nâng đỡ. Bảy đóa sen này chúng ta có thể hiểu với một giá trị tượng trưng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì sự ra đời của Ngài thể hiện một tinh thần bất nhiễm như là hoa sen. Và chúng ta nhìn thấy ở trên còn có Hoàng hậu Maya, trên tay của Ngài vối lấy cành cây vô ưu và các người hầu cận. Và đặc biệt ở đây chúng ta nhìn thấy có tiên nhân A-tư-đà. Thưa quý vị, tiên nhân A-tư-đà là một vị tiên nổi tiếng nhất đương thời của xã hội Ấn Độ. Lúc bây giờ ông ta được 120 tuổi và có rất nhiều vị quan thần họ cung kính lắm, mời Ngài xuống núi, nhưng Ngài tuyệt đối không xuống núi. Nhưng mà hôm đó Ngài nhìn thấy trời đất chuyển biến một cách kỳ diệu và Ngài biết có một vị thánh nhân ra đời. Do vậy cho nên Ngài đã tìm xem, thì Ngài nghe thấy chư thiên ở trên trời họ loan báo, họ nói rằng có Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đời là một vị thánh giả. Và Ngài tình nguyện đến tại hoàng thành Ca Tỳ La Vệ để Ngài xem tướng của Thái tử. Ngài nhìn thấy Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đặc biệt là ở trên ngực có chữ vạn,
Ngài tuyên đoán rằng nếu như ở đời thì thái tử sẽ trở thành một vị vua. Vị vua này có năng lực thống nhất cả bốn châu thiên hạ. Và nếu như xuất gia thì vị này sẽ thành Phật. Nhưng tiên nhân tuyên đoán rằng chắc chắn thái tử sẽ xuất gia và thành Phật, bởi vì cuộc đời này quá nhiều đau khổ, ngài cần phải cứu khổ. Do vậy cho nên ngài xuất gia và thành Phật. Thái tử lúc bây giờ tiên nhân xem tướng xong thì tiên nhân khóc. Giọt nước mắt này là một giọt nước mắt thánh thiện. Tại sao chúng tôi gọi là nước mắt thánh thiện? Bởi vì không phải khóc vì đau khổ mà là nước mắt khóc vì một sự luyến tiếc không có thể nghe được những lời vàng ngọc của thái tử khi ngài thành Phật và giúp cho chúng ta đạt được một sự giác ngộ an vui tuyệt đối. Và trong bức tranh này chúng ta nhìn thấy bằng những hoa lá và những cảnh trí rất là tuyệt vời, chỉ có một chất liệu gỗ thôi thưa quý vị, không có một màu sắc gì khác nữa. Và nếu như được chiếu bởi ánh sáng của đèn thì nó hiện lên thần thái với không gian ba chiều, và bên cạnh đó nó có một giá trị sâu hơn, đó là giá trị thời gian. Chúng ta có thể lưu trữ bức tranh này cả hàng trăm năm mà nó không mất giá trị của nó. Và chúng tôi tự tin một điều là sau này những bức tranh này sẽ trở thành những giá trị lịch sử. Nếu như chúng ta tưởng tượng ở trong một bối cảnh nào đó và người ta trưng bày hợp lý như thế này, với ánh sáng, với không gian, rồi trong không gian tôn kính, thì chắc chắn nó sẽ lưu lại trong lòng người một giá trị hạnh phúc rất là sâu, thưa quý vị.